Jimmy kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là 27 tháng Giêng năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. 8 người chết, 35 thuyền thiêu rụi trong vụ cháy bến neo thuyền ở Alabama. Thiếu niên ở Alabama bị cáo buộc chiếc mẹ và hai em trai rồi thản nhiên tới trường. Sư trụ trì Chùa Ba Vàng đăng Facebook chỉ cách hóa giải nạn dịch cúm virus corona. Hơn 1.200 người đánh nhau, 5 người chết sau 3 ngày Tết Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết Các quý vị có ít nhất là 8 người đã thiệt mạng vào lúc sáng sớm ngày thứ hai 27 tháng Giêng ở Alabama khi xảy ra đám cháy khiến các bình ga nấu bếp phát nổ làm thiêu rụi khoảng 35 chiếc thuyền đang neo đậu ở bến nằm dọc theo sông Tennessee River Chỉ huy trưởng cứu hỏa thành phố Scotboro, ông Gene Nichols nói rằng 8 người được báo cáo mất tích sau đám cháy đều đã được xác nhận là thiệt mạng và con số này còn có thể lên cao hơn nữa vì chúng tôi không biết là có bao nhiêu người trên các chiếc thuyền bị cháy và chìm này hỏa hoạn xảy ra ngay lúc sau nửa đêm và nhanh chóng lan rộng thiêu rụi bến trong lúc mọi người đang say giấc chiếc cầu tàu à, bằng gỗ đã bị cháy tiêu trong khi các mái làm bằng nhôm che cho nhiều chiếc thuyền cũng bị thiêu chảy ra và sập xuống đúng đống đổ nát vào những người phải nhảy ra khỏi thuyền xuống sông. Có ít nhất là 7 người phải vào bệnh viện vì bị phỏng hay bị tê cống bởi nước sông giá lạnh. Ông Necros nói có khoảng 35 chiếc thuyền bị thiêu hủy, một số chìm ngay tại bến, một số khác trôi lành bền trên sông trước khi chìm. Ông cho biết là các người nhái của sở cứu hỏa sẽ phải kiếm ra từng chiếc thuyền chìm và vào bên trong tìm kiếm để chắc chắn là không còn nạn nhân nào khác. Phát công viên văn phòng cảnh sát trưởng quận Jackson County, ông Rocky Harmon, nói với hãng thông tấn AP rằng có nhiều người được cứu sau khi nhảy xuống sông. Mấy giờ sau khi mặt trời mọc, khu vực đậu thuyền vẫn còn nghi ngút khói, nhiều chiếc thuyền bị cháy, con người sống thường trực trên đó, nhưng cũng có một số chỉ sử dụng vào dịp cuối tuần. Và cũng trong phần tin liên quan đến tiểu bang Alabama thì một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi ở tiểu bang Alabama bị cáo buộc là dùng dao chiếc mẹ và hai em trai rồi sau đó thản nhiên rời nhà đến trường theo tin từ cơ quan công lực. Bản tin của Fox News nói rằng thi thể của bà Holly Dunham và hai đứa con trai song sinh 13 tuổi là Branson và Barron Dunham được tìm thấy hôm thứ Ba tuần qua, ngày 21 tháng Giêng, trong một căn nhà ở thị trấn nhỏ Moonfort, tiểu bang Alabama. Nghi càng Landon Dunham bị bắt vào sáng thứ Tư khi đang lái chiếc xe trong thị trấn và bị truy tố như người lớn về tội sát nhân trong trường hợp gia trọng. Theo tin từ chế truyền thông địa phương, thì cảnh sát tin rằng các nạn nhân bị đâm chết vào lúc khoảng 3 giờ sáng thứ ba. Biện lý Kiddens nói ông được báo cáo là nghi can đến lớp học bình thường như mọi ngày tại trường trung học Montfort High School. Thi thể các nạn nhân được hai người thân tìm thấy khi họ đến nhà xem xét vì không liên lạc được với ai trong suốt ngày thứ ba. Và quay sang thông tin đến từ Việt Nam, Thưa quý vị, Sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh, đầy tai tiếng của Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí cho rằng có thể hóa giải nạn corona bằng cách tổ trình tu tập 49 ngày tụng kinh hồi hướng tiêu trừ dịch bệnh. Ngày 27 tháng Giêng năm 2020, nói với báo InfoNet, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho rằng việc Sư trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh kêu gọi Phật tử tu tập và livestream khóa lễ tu tập hồi hướng hóa trải nạn dịch virus corona mà nhà chùa tổ chức hôm 26 tháng Giêng, tức là mùng 2 Tết, là điều rất nguy hiểm. Trong bối cảnh không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước đang dùng sức dập dịch bệnh nguy hiểm này. Do đó, cách thuyết pháp của sư trụ trì chùa Ba Vàng khiến nhiều người lung lay niềm tin vào y học hiện đại. Cản trở nỗ lực của khoa học trong việc điều trị bệnh có thể làm cho con người chủ quan, khiến dịch bệnh lây lan không kiểm soát vì không tin vào y học. Theo chùa Ba Vàng giải thích, mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân, xuất phát từ việc làm của mỗi con người nên chùa tổ chức khóa lễ để giải hóa. Cầu nguyện nạn dịch sớm được kiểm soát và không lây lan sang Việt Nam. Trước những lời giải thích từ Chùa Ba Vàng, phía phòng nội vụ thành phố Uông Bí đã đề nghị trụ trì Thích Trúc Thái Minh không thực hiện trái tôn chỉ mục đích tránh điều tiếng không tốt như đã từng xảy ra vào tháng 3 năm 2019 khi cúng ăn gia trái chủ. Trước đó, theo báo Tiền Phong, thì chiều ngày mùng 2 Tết, trang Facebook của sư Thích Trúc Thái Minh đưa thông tin chương trình tu tập hồi hướng hóa giải nặng dịch virus corona, phát động Phật tử tu tập tại chùa tinh tấn tu tập 49 ngày để hồi hướng cho nạn dịch corona sớm được tiêu trừ. Cái thưa quý vị, tối cùng ngày thì Chùa Ba Vàng livestream diễn biến của buổi tu tập. Qua đoạn video cho thấy thì buổi thuyết giảng của sư Thích Trúc Thái Minh có hàng trăm người tham gia, trong đó có rất đông thanh niên trẻ và các nhà sư. Đoạn phát sóng trực tiếp thu hút hơn 3.000 người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, toàn bộ bài viết về chương trình khóa tu, video clip, phát trực tiếp về buổi tu hóa nạn dịch virus corona được gỡ bỏ khỏi Facebook Sư Thích Trúc Thái Minh và những thông tin này cũng không thấy trên website chính thức của Chùa Ba Vàng. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhà sư Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng nhận phản ứng gây gắt từ công luận. Trước đó hồi tháng 3 năm ngoái, vị sư trụ trì này cũng khiến dư luận và chế Phật tử dậy sóng khi tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cũng ăn gia trái chủ và sau đó phải nhập kỷ luật từ giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam nhưng không bị bãi chức trụ trì của chùa Ba Vàng. Cũng trong phần tin đến từ Việt Nam, thì kính thưa quý vị, trong số 1.660 ca cấp cứu tai nạn cho đánh nhau trong 3 ngày Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vừa qua, có hơn 1.200 ca phải nhập viện điều trị và 5 người đã chết chiều ngày 26 tháng Giêng năm 2020, tức là ngày mùng 2 Tết canh tí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu tai nạn, ngộ độc, Báo Người Lao Động dẫn tin cho hay, so với Tết năm 2019, dịp Tết canh tí năm nay, số vụ tai nạn đánh nhau và tai nạn giao thông giảm cả số ca khám, cấp cứu. Nhưng trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua, vẫn có 1.660 ca cấp cứu tai nạn cho đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện. Trong đó có 1.213 ca phải nhập viện điều trị và có 5 người thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân khiến số ca cấp cứu cho đánh nhau liên quan đến rượu bia giảm mạnh là do năm nay thực hiện quy định 100 trên 2019 về kiểm tra xử phạt nồng độ cồn, khiến cho lượng người uống rượu bia giảm mạnh so với các năm trước. Còn về tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết, Việt Nam sẽ ra 138 vụ làm chết 102 người, bị thương 108 người. Sau 3 ngày nghỉ Tết đã có gần 14.500 ca khám cấp cứu giảm. Cũng theo ghi nhận của các sở y tế trên khắp cả nước, thì trong 3 ngày Tết vừa qua đã có 262 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ. Ngoài ra, báo Tiền Phong cho biết tổng số trong 3 ngày Tết đã có 910 ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, trong đó 236 ca ngộ độc rượu bia, 221 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy Thái Nhật. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.